to tiếng niệm Phật đuổi được oan hồn. Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong đó có một người bị thương nặng, chết liền, là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi, đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con rể cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung. Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm, xong lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó, cộng đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang ra phát Đông Bình. Tội nghiệp cho bà ta, bị xe đụng vào đầu chết liền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng nên bình an vô sự. Qua ngày sau, sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ vĩnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo đạo sĩ khóc thút tha thút thít, làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng người con hiếu nam gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa, đứng ở trại đó không nhúc nhích gì, trong mắt ngây ra, hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó ở nhà kế bên là vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật, bỗng nhiên nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hễ còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ không tự chủ được, lớn tiếng la lên: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói: Nói thật tình nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật hết sức như thế, thật tình là do sợ, không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải là do gì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ, đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng. Đi đến cảm tạ sư tỷ, anh ta nói: Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được. Tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế. Sư tỷ Nguyệt Nga như cơ hội quý anh ta: Sau khi anh về nhà cần phải niệm hàng ngày thì có thể giải quan kết với mẹ anh, anh cũng có thể tiêu tan giải nạn, tiền đồ rạng rỡ khôn lường. Người con hiếu nam đó vừa nhận lời vừa cảm tạ mà về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói: Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà, ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch, cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được. Không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an. Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh. Sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong, bà ta đi lại hướng của sư tỷ,
Sư tỷ vừa thấy liền niệm to Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của sáu chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó sư tỷ sợ đến niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật, niệm Phật, mọi người đều nói không có tiền bố thí, không dám tin Phật, những hàng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga, chỉ là niệm có mấy câu Phật hiệu, không có hóa ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng. Sư tỷ Nguyệt Nga tính tình hiền hậu, phẩm hạnh đoan chánh, đã từng được bầu làm người mẹ mẫu mực của thành phố Đại Trung, là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp. Chuyện thứ 12, niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát. Vào thời đại khoa học hưng thịnh của thế kỷ 20 này, nếu nói với người nào đó rằng sức khỏe bình thường nếu như xung khắc với hung thần ác sát, các loài linh quỷ vân vân thì sẽ chết, những người tự cho mình là nhân vật tân tiến kia chẳng những không tin mà còn nói là mê tín, không phù hợp với trào lưu thời đại. Thế thì giới Phật giáo có nên hay không tin những việc tương xung tương sát này? Theo cách nhìn của tôi thì thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái hoặc cầu họ che chở. Nếu như chí thành khẩn thiết niệm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp quỷ mà được bình an vô sự, đầy đủ được diệu pháp cứu cánh này. Hung thần ác sát bị câu chú vương trong các chú chánh đại quang minh này sợ đến nỗi chạy ra khỏi chín tầng mây luôn. Có lẽ một câu thánh hiệu giảng đức hồng danh này hàng phục được cả tâm ý của loài ác quỷ sát thần si mê không biết quay đầu hàng phục này, hàng phục một cách tâm phục khẩu phục, được chuyển sanh về đường lành cũng không chừng. Sau đây xin dẫn ra ba câu chuyện thật để chứng minh. Liên hữu Lý Chuẩn là phó ban trưởng ban Phương Quản, ngụ ở đường Kiến Trung, khu Đông, thành phố Đài Trung. Nhà của bà có phòng ốc dư cho tài xế chở hàng loại trung mướn. Vợ anh tài xế đó tên A Châu, năm đó 31 tuổi. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm rồi, đến một cửa hàng đồ ngoại đường Nam Kinh muốn lấy y phục mới đặt đem về. Lúc đó bỗng nghe tiếng trống nhạc ầm ĩ trên đường, có người lớn tiếng rằng: "Ngài Tam Tạng Nghệ Cát thỉnh kinh về rồi." Có người lại nói: "Vòng hoa xe hoa nhiều quá." A Châu ở trong tiệm nghe như thế, khởi tâm hiếu kỳ ra xem thử. Không ngờ chỉ thấy 8 người khiêng một cỗ quan tài to. A Châu liền rùng mình một cái, miệng cứ nói suốt là đau đầu, ở ngực như có khối đá đè, liền bị hôn mê ngã xuống. Lúc đó người trong tiệm đồ ngoại hết hồn, vội vàng kêu một chiếc xe ba bánh và phái một người hộ tống đưa đi. Ngang qua cửa bệnh viện Ngụy Bảo Thuận đường Phục Hưng thì xuống xe đỡ bà ta xuống, trước mời bác sĩ chích thuốc cho bà ta, sau đó đưa bà ta về nhà. Vị liên hữu Lý Chuẩn nhìn thấy A Châu hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngũ quan và móng tay đều đen thâm, kinh sợ đến mức la to: "A Di Đà Phật đến cứu mạng." Lúc đó các công nhân nhà kế bên của anh tài xế loại trung đó nghe tiếng người kêu la đều chạy lại, chỉ thấy hai mắt của A Châu trắng dờ, toàn thân đều đen, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói không có hy vọng sống lại. Có người gọi điện thoại đến miền Nam kêu chồng cô ta về, có người gọi điện thoại kêu má chồng của cô ta lại. Chỉ có vị liên hữu Lý Chuẩn là trấn tĩnh, cầm sâu chuỗi trên tay đặt lên ngực A Châu, miệng niệm A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát không dứt, khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi cứu giúp A Châu. Niệm được 20 phút, hai mắt và da thịt của A Châu dần dần phục như cũ, miệng nói: "Sư cô, bà thật là đại ân nhân cứu mạng tôi. Tôi gần như bị đè đến muốn đứt hơi, đang lúc muôn phần đau khổ, sâu chuỗi của bà để trên ngực của tôi, lại nghe được tiếng niệm A Di Đà Phật, sức khỏe dần dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại.
cảm ơn sư cô đã thi ân cứu giúp. Những người hàng xóm lăng xăng chúc mừng cho A Châu, chúc cô may được người niệm Phật cứu thoát mạng, nếu không thì ba đứa con gái của cô trở thành mồ côi rồi. Nghe nói hồi tháng 7 năm ngoái, trong hẻm đối diện, có một cô gái mới 17 tuổi đi chợ, cũng xem người ta đưa đám tang, liền về nhà la lớn, đầu đau tim lạnh, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rồi qua đời. Càng bất hạnh hơn là hôm đưa đám tang cô gái này, thì vị nữ chủ nhân của một ngôi nhà ở đầu hẻm là người tin theo ngoại giáo, lúc đó đang đứng ở bên cửa xem, cũng bỗng bị đau đầu, cũng đồng chứng bệnh với cô kia, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rốt cuộc cũng qua đời. Nghe chuyện của người hàng xóm, mọi người đều chúc mừng cho A Châu. Đây là chuyện trong tháng 2 năm nay, vị liên hữu Lý Chuẩn đến liên xã, chính miệng nói với tôi. Chuyện thứ 13. Bên bờ sống chết được cứu sống lại. Gia đình liên xã niệm Phật ở Đài Trung tổng cộng có 48 bàn, đều do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Song Tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân Quốc thứ 44. Ban trưởng Khâu Tâm Trí, phó ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần Trụ, vân vân đều là những người rất nhiệt tâm khuyên người niệm Phật. 13 năm trở lại đây, cứ 2 tuần giảng Phật Pháp một lần, chưa từng gián đoạn. Mỗi lần trước khi giảng, có cư sĩ Triệu Đàm Thuyên và phu nhân Lệ Lường hướng dẫn khóa tụng, cho nên ban với mọi người gần như đều thuộc lòng kinh chú. Ngày 20 tháng 4 âm lịch lần này, lúc học nhân đang giảng khuyên tu Pháp môn niệm Phật, nhắc lại chuyện cảm ứng của vị liên hữu Lý Chẩn cứu A Châu. Lúc đó trong hội giảng có một vị liên hữu họ Tiêu tên Hiệp, nhà ở Thái Bình, tức thời đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có thể chứng minh đích thật là có ma quan tài, do vì em gái tôi hồi 2 tháng trước suýt nữa bị nó hại chết. Em gái tôi tên là Tuyết, ở làng Bán Bình Định. Vào 2 tháng trước, A Tuyết sau khi sanh hơn 20 ngày còn chưa đủ tháng, sáng sớm hôm đó bỗng nghe một hồi chiêng trống của một đội nhạc. Bà mẹ chồng ở nhà kế bên nhìn không rõ ràng, cứ kêu mãi: "Tuyết à, đi ra nhanh xem đón thần, thật là vui nhộn quá." A Tuyết từ trong phòng ló đầu ra xem, thì ra không phải đám rước thần, là một đám tang khiêng một cổ quan tài đi qua. Tự dưng cảm giác lông tóc dựng đứng, quay mình vào phòng liền nghe đau đầu ớn lạnh phát sốt. Em rể tôi liền mời bác sĩ chích thuốc, chẳng những không hiệu quả gì mà còn trầm trọng hơn. A Tuyết liền kêu anh ta đi mượn xe hơi đến nhà tôi, nhanh chóng chở tôi đến. Tôi vừa nhìn thấy A Tuyết em tôi, tim đập liên hồi, nằm trên giường rên rỉ, lập tức đứng lên thắp ba nén hương cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, lại cố sức niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm khoảng nửa giờ đồng hồ và niệm chú Đại Bi vào nước cho nó uống. Sau khi A Tuyết uống nước chú Đại Bi, liền nói đầu hết đau, tim cũng đập nhẹ lại nhiều, về sau sức khỏe hồi phục dần dần. Nhưng đời người thì tai nạn nhiều, phiền não nhiều. Sau hơn 10 ngày, em rể tôi lại buồn bã đến đồ tôi lập tức lên xe hơi đến nhà nó. Tôi hỏi là có chuyện gì, em rể tôi nói: "Bé Anh, đứa con gái 6 tuổi của nó bị bệnh sởi bỗng nhiên biến chứng, không biết việc gì hết, hiện đặt nằm trên gạch, chỉ còn có hơi thở yếu ớt. Khi tôi đến nhà em gái xem, con bé Anh bình thường rất là lanh lợi, bây giờ đang nằm trên nền gạch dáng vẻ như sắp dứt hơi. Rất nhiều người hàng xóm đều đang than thở tiếc thương." Tôi liền cũng y như lần trước lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm chú Đại Bi vào nước, dùng muỗng canh đút nước vào miệng của bé. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Con mắt ngay dài của bé Anh đã biết nhìn xem người rồi. Lúc đó những người hàng xóm đứng phân ra hai bên trái phải, tiếng kêu bên trái: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên trái nhìn người. Tiếng kêu bên phải: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên phải nhìn người. Lúc đó mọi người đều khen ngợi bà chị vợ thỉnh được Phật Tổ lại cứu sống được bé Anh. Về sau cho uống thuốc liền có hiệu nghiệm, sức khỏe cũng hồi phục lại dần dần. Tiêu Hiệp nói đến đây
trong hội chúng mọi người đều nghe thấy. Tôi liền hỏi cô ta: cô đã biết sự lợi ích của việc niệm Phật, tại sao lại không dạy em gái cô xưng niệm danh hiệu Phật hai thời sớm tối để có thể ai ăn nấy no, tội nghiệp của người nào thì người đó tự tiêu, tự mình biết niệm, há chẳng lợi ích còn lớn hơn sao? Tiêu Hiệp đáp: tôi đã có dạy nó niệm, tôi còn thỉnh Tây Phương Tam Thánh về an vị cho nó rất trang nghiêm, nhưng mà bốn đứa con nhỏ của nó cứ quấn lấy bên mình, không rảnh để nghe Phật pháp, làm sao mà có thể niệm được như pháp đây? Tôi từ 3 năm nay nghe bà giảng pháp môn Tịnh Độ không hề gián đoạn, hiện nay đi đứng ngồi nằm tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, quyết định đời này thoát khỏi biển khổ sinh tử này. Tôi nghe xong rất là khen ngợi, nếu không phải cô ta dụng công, làm sao cứu em gái và cháu gái ngay nơi bờ vực sinh tử được. Câu chuyện thứ 14: nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Từ xưa đến giờ trong nhà Phật có câu thành ngữ: một người con trì trai thì ngàn Phật hoan hỷ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh. Câu này lại là sự thật. Một câu danh hiệu Phật có thể tiêu tai giải oán, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Nếu các vị không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh. Việc này xảy ra tại Tân Trúc Văn Nhã Bố Giáo Sở. Đây là một đạo tràng Tịnh Độ Tông ở Đài Trung mà chúng tôi mở ra để các liên hữu trong liên xã Hoằng Pháp. Từ tháng 4 năm Dân Quốc thứ 44 sáng lập đến nay, cứ cách một tuần là giảng kinh một lần, chưa từng gián đoạn. Trong hội chúng có một vị liên hữu nam, mọi người đều gọi là anh Kiềm. Có một hôm, anh Kiềm này nói với những nhân viên Hoằng Pháp rằng: pháp môn niệm Phật thật là tốt, thật có thể lợi ích chúng sanh, chắc chắn có cảm ứng lớn. Các nhân viên Hoằng Pháp hỏi anh ta: anh niệm Phật được cảm ứng gì? Anh Kiềm liền nói: tổ tiên nhà tôi có một phần mộ rất kỳ lạ. Từ rất lâu đến nay không thể nào tảo mộ, cũng không thể cúng tế được. Nếu như cúng tế thì sau khi cúng về không bệnh thì cũng chết. Nếu như có một đồng dẫn trâu ăn dê cỏ trên mộ, hoặc là giẫm đạp trên mộ, một đồng và trâu dê đó sau khi về nhà, người và vật không chết thì cũng bệnh nặng. Vì cớ này nên dân địa phương đều không một ai dám chạm đến phần đất của ngôi mộ này. Đến năm Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan được khôi phục, một người anh họ của tôi nói với tôi rằng: ngôi mộ kỳ lạ đó của chúng ta hiện nay mộ bia đỏ hết phần nữa, nếu đi tảo mộ nhất định con cháu thêm phước phát tài. Tôi nói: tôi không dám nghĩ đến, tôi cũng không cần dựa vào phần mộ đó để thêm phước phát tài. Người anh họ đó lại nói: chú không đi thì tôi tự đi quét dọn cúng tế cũng được. Đến ngày tiết thanh minh, người anh họ của tôi quả nhiên chuẩn bị 3 thứ gia súc, rượu lễ đến trước mộ cúng tế. Việc này trải qua sau đó 1 tháng, 3 đứa con trai của người anh họ tôi lần lượt chết hết. Các vị thử nghĩ xem việc này có đáng sợ hay không? Tôi tin rằng không có người nào từng nghe qua việc quái dị như thế. Đến sau khi nạn lụt thất bát năm Dân Quốc 49, lại có một người anh họ đến nói với tôi: ngày hôm qua tôi đi ngang qua cái nơi quái gở đó, nhìn thấy mộ bia bị nước cuốn ngã đi, đầu mộ cũng bị nước xoáy một lỗ lớn. Nếu như không sửa sang, mộ này nhất định sẽ sụp tiêu luôn. Nếu sửa sang lại không dám động đến, do vì nếu như vừa động đến liền xảy ra đại họa, làm sao bây giờ? Tôi liền nói: không sao đâu, chúng ta đi sửa sang đi. Người anh họ đó vui mừng nói: chú biết cách sửa sang, cứ làm đi. Tất cả tiền công, cát đá, xi măng đều do tôi lo liệu. Nhưng mà chú chừng nào thì làm? Tôi nói: đợi 1 tháng nữa. Tôi từ khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, mấy năm nay 2 thời khóa sáng tối chưa từng gián đoạn. Từ lúc nhận lời chắc chắn sửa sang cái phần mộ kỳ lạ kia, 2 thời khóa sáng tối xong, tôi liền hồi hướng cho tổ tiên của phần mộ đó, đồng thời chí tâm khẩn thiết cầu xin Phật Bồ Tát rằng: bạch Phật và Bồ Tát, xin phò hộ cho con. Con sau khi biết tin Phật, bạn bè thân thích đều nói con là mê tín lạc hậu.
con lần này nhất định muốn thỉnh cầu Phật Bồ Tát thì triển Phật Pháp vô biên cho họ thấy. Xin Phật Bồ Tát phò hộ cho con, sau khi sửa sang phần mộ, đừng có xảy ra những sự việc tai hại cho người và Phật. Tôi mỗi ngày sau khi xong hai thời khóa sáng tối đều cầu nguyện như thế. Đêm trước tới ngày sửa sang, tôi càng khẩn thiết cầu xin, nửa đêm bèn nằm mộng. Thấy phần mộ đó có một phần mộ nằm phía bắc hướng về nam. Mặt trước có một khe nước nhỏ, nước trong khe trong vắt chảy về phía trước. Hai bên mộ có hai cây đại thọ cao lớn. Mộ bia ngã xuống, ở đầu phần mộ lộ ra một cái hang tỏ rõ sự suy sụp hoang vắng. Bỗng nhiên trong mộ xuất hiện một người con gái hung dữ, trang phục theo lối cổ. Lúc đó tôi rất là sợ, liền chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nữ đứng gần đó xem rất đông, trong đó có một ông già nói với tôi rằng: đứa con gái này trước là một con quỷ nữ rất hung dữ, do vì con cháu đời sau của nó niệm Phật, bây giờ nó đã trở thành con quỷ lành rồi. Tôi nhìn thật rõ ràng, nghe cũng rõ ràng, lúc tỉnh lại thì ra chỉ là giấc mộng. Trong lòng nghĩ cảnh giới này trong mộng nhất định là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đại oai thần lực dẫn mình đi xem trước, để ngày mai mình có thể an tâm đi sửa sang ngôi mộ. Sáng sớm, người anh họ của tôi đến nói: kìa mà, tôi dẫn thợ cùng tất cả những dụng cụ như xi măng, cát đá đều đem đến cả rồi, chủ đi nhanh đi. Tôi mới hỏi: tôi xin hỏi anh phương hướng và tình trạng chung của ngôi mộ đó, và người chôn trong mộ có phải là người nữ không? Anh họ của tôi kinh ngạc nói: chú có phải đã đi xem qua trước rồi không? Nếu không thì chú làm sao biết được? Tôi mới nói: đêm qua tôi mộng thấy. Tôi đi mua hương hoa, quả phẩm và đem theo quyển khóa tụng, đến trước mộ nhìn xem, quả nhiên giống y như cảnh đã thấy trong giấc mộng đêm qua. Tôi mới bày các hương hoa quả phẩm ra, đốt đèn hương lên, lễ lại nói: tôi hôm nay là chỉ đến sửa sang phần mộ của bà, trước sẽ tụng kinh A-di-đà, chú vãng sanh và thánh hiệu A-di-đà Phật cho bà. Bà cũng phải niệm Phật thì cũng sẽ lìa khổ được vui, nhất thiết không được hại người, chẳng những không được hại người trong nhà, cũng không được hại người khác. Sau khi nói xong, liền ở trước mộ tụng kinh niệm Phật, sau đó mới bắt đầu làm cỏ, ban đất, sửa sang, rửa mộ bia đá cho sạch. Nhìn xem tên khắc trên mặt bia, tính ra chính là bà nội của ông nội tôi. Tôi và nhóm thọ từ đó đến giờ vẫn bình yên vô sự. Chuyện kể đến đây, chắc vẫn có người nhất định không tin, thọ mạng của quỷ làm sao có dài như thế. Mời các vị xem trong kinh nói đây: đọa lạc vào cảnh giới quỷ, thọ mạng ngắn nhất là 500 tuổi, mà một tháng ở nhân gian thì chỉ bằng một ngày ở cảnh giới quỷ thôi. Như thế tính ra thì biết thọ mạng của loài quỷ vừa dài vừa khổ. Có người vẫn còn nghi hoặc, tại sao tổ tiên lại đi hại con cháu mình? Trong kinh Phật có nói: chúng sanh ngã chấp ngã kiến phải ở trong lục đạo đời đời kiếp kiếp. Ta, ngươi tranh đoạt, ngươi giết ta giết ngươi, cùng nhau cây tạo nhân quả. Kết ân báo ân, kết oán báo oán, đòi nợ trả nợ, cứ như thế mãi không dứt. Tổ tiên của anh Kiềm cùng với cái quá khứ của ngôi mộ quái lạ kia chắc chắn là đã kết oán thù với nhau rất nặng, không cởi mở được, cho nên mới hung ác hại người như thế. Nếu như không có anh Kiềm chánh tính niệm Phật, dùng sức đại từ đại bi của Phật, thì không có cách gì tiêu giải được oán cừu này. Do đây, xin khuyên các vị cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lên. Truyện thứ 15. Thuốc A Di Đà trị được vạn bệnh. Nhân duyên hoằng pháp của Liên xã Đại Trung đến miền Đông khởi đầu từ đại hội diễn giảng của Liên xã Đại Trung nhân dịp Tân Xuân năm Dân Quốc thứ 43. Trong thính chúng có vị nữ sĩ Hồng Lâm Trảng liên tục 5 ngày nghe giảng. Từ Đại Đông xa xôi đến đây, thời gian ở Đại Trung, bà ta ở cửa hàng Bách Hóa Vĩnh Phong, được sự chiêu đãi chân thành của Hoàng Quả Triều cư sĩ, ký phu nhân Nguyễn Miến,
Lúc bấy giờ, nữ sĩ Lâm Trạng rất xanh xao vàng giọt, trên cổ đeo một sợi vải băng chốc chốc lại ho. Bà ta hỏi hoàng phu nhân: "Ở Đài Trung có bác sĩ giỏi không? Dẫn bà ta đi xem bệnh. Ở Đài Đông bà đã từng đi rồi X-quang, nghe nói là phổi bên trái có 3 lỗ. Mấy tháng nay uống cả ký cao ly sâm 9 hiệu và chích hơn 100 mũi thuốc đều không thấy hiệu quả." Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Nhà họ Hoàng là một gia đình Phật tử thuần thành, hai thời khóa sớm tối từ nào tới giờ chưa từng gián đoạn. Bà hoàng phu nhân Nguyễn Miến mời bà Trạng đến bàn thờ lại Phật, còn lấy một sâu chuỗi chỉ cho bà ta phương pháp niệm Phật và nói rõ về đạo lý trị hết được muôn bệnh của môn thuốc A Dà Đà này cho bà ta nghe. Khóa tụng xong còn cầu nguyện xin một ly nước chú đại bi cho bà ta uống. Sau buổi cơm tối, bà Miến liền nói: "Chị Trạng à, chị thật là có phước. Bắt đầu từ tối nay, liên xã của chúng tôi liên tiếp giảng pháp 5 ngày. Tối đó liền dẫn bà ta đi nghe giảng. Thật là không thể nghĩ bàn. Đêm đó bà Trạng suốt 1 giờ không ho một tiếng nào. Khi ngủ, ngủ thẳng đến sáng. Bà Trạng cảm thấy Phật pháp thật là lý thú. Ở nhà họ Hoàng 3 ngày chí tâm niệm Phật, đến tối đi nghe giảng liên tục 5 ngày. Một phần khái lược về Phật pháp sơ cơ đã hiểu được đôi chút, tinh thần đã có chỗ nương tựa, sức khỏe cũng tốt rất nhiều. Bà than thở: "Người ở Đài Trung rất là có phước, người Đài Đông chúng tôi chưa từng được nghe qua chánh pháp sâu sắc như thế này." Bà Miến đáp lại: "Chị hiện nay đã hiểu rõ được cái hay của việc tin Phật niệm Phật, chị nên phát tâm Bồ Đề, thỉnh nhân viên hoằng pháp của liên xã đến nơi của chị hoằng dương Phật pháp, khiến những chúng sanh có duyên cũng được lợi ích, thì công đức của chị thật là vô lượng." Bà Trạng nghe xong vui mừng nhận lời, nói: "Được, vậy thì nhờ chị thỉnh giùm, tiền xe hay tiền máy bay đi lại tôi chịu hết, nhưng chị cũng phải cùng đi tới chỗ tôi chơi mới được." Giao thông từ 14 năm về trước không tiện lợi như ngày nay, đi Đài Đông chỉ 1 ngày là đến rồi. Lúc bấy giờ phải mất 2 ngày, phải ngủ 1 đêm ở Cao Hùng. Cuối cùng một đoàn 3 người, bà Trảng, bà Miến cùng với Pháp Viên, khi ngủ lại phòng trọ ở Cao Hùng thì xảy ra việc linh cảm Phật Bồ Tát phò hộ. Nguyên là trên chân của Pháp Viên có cái mục nhọt đã từng trị liệu hơn 1 tháng, lại lầy rửa ra 2 tấc, chung quanh không còn cảm giác đau nữa. Lúc bấy giờ vì nhiệt tình quên đi cái mục nhọt trên chân, nhưng đến phòng trọ ở Cao Hùng phát đau đến mức không chịu nổi. Bà chủ phòng trọ nhìn thấy chân của khách đau ghê gớm như thế, liền giới thiệu nói: "Ở vùng này có một loại thuốc mỡ cỏ xanh tinh luyện rất hay, có thể trị được bệnh này." Liền nhờ người mua 2 quạt. Vừa thoa vào, thật là loại thuốc có công hiệu đặc biệt, hết đau, nuôi thịt, xanh da, 3 phần đều tốt. Sáng hôm sau khỏi được phân nửa, 3 ngày sau khỏi hẳn. Đây đều là sự linh cảm của Phật Bồ Tát Từ Bi đặc biệt gia hộ, thật là thuốc đến bệnh tiêu. Nếu không thì đi không được rồi. Chuyện thứ 16: Nước Đại Bi khiến cho thai đã chết sống lại. Pháp Viên giảng 5 ngày tại chùa Hải Sơn ở Đài Đông. Ngày viên mãn, những người nghe và người giảng sắp sửa chia tay. Cái lúc lưu luyến không rời, bỗng nhiên có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đến, đưa ra một câu hỏi. Những điều của cô giảng đều là những đạo lý giải thoát sanh tử luân hồi, cho đến cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh. Nhưng bây giờ yêu cầu tiêu trừ bệnh hoạn, giải quyết những đau khổ, thì lại phải cầu pháp như thế nào? Cô có thể từ bi chỉ bày cho được không? Pháp Viên lúc đó nhìn xem bà lão này trên cổ có một cái nhọt lớn, cổ áo cài lại không được, hở ra khoảng 5-6 tấc. Pháp Viên suy nghĩ, người này ắt là muốn cầu phương pháp tiêu trừ bệnh nhọt của bà ta. Lúc đó thiệt là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bảo bà ta cầu Phật Bồ Tát gia bị, cái nhọt lớn trên cổ sẽ hết, chưa chắc nắm chắc được không? Nếu như không bảo bà ta cầu, nhưng mà đã phô trương Phật pháp vô biên 5 ngày rồi,
có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chung quanh lại có đông người đang chờ nghe. Pháp viên nhất thời phải dùng phương tiện khéo léo đáp rằng: nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ, vân vân, nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A-di-đà, bảy biến chú vãng sanh, vài trăm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, hoặc vài ngàn câu, vài muôn câu càng tốt. Nếu như người không biết tụng kinh A-di-đà, thì chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cũng được. Nhưng nhất định phải tụng bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Sau đó, có yêu cầu điều gì thì lại dùng tâm chí thành, niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và gia trì nước chú Đại Bi cho uống. Nếu thọ mạng ở đời chưa dứt, thì có thể giảm nhẹ đau khổ của bệnh tật. Còn nếu thọ mạng ở đời sắp hết, thì nhờ sức công đức của khóa tụng niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Như thế thì được mãi mãi thoát ly bệnh khổ và tử khổ. Đây là phương pháp rốt ráo vậy. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian như tên bay, thoáng một cái đã một năm trôi qua. Lâm Trảng ở Đài Đông là đến niên xả. Lần này sắc mặt tươi rói vui vẻ, so với năm ngoái như là hai người. Bệnh chứng của bà ta đã dứt hẳn, không còn thấy tâm hơi gì nữa. Trọng lượng thân thể cũng tăng hơn 10 kg. Y phục toàn là đồ mới may, đồ cũ không còn cái nào mặc vừa nữa. Bà ta nói với pháp viên rằng: thưa bậc nhân sĩ của Đài Đông, mọi người đều yêu cầu tôi đến mời bà đến Đài Đông giảng diễn Phật Pháp lần nữa. Không những tôi niệm Phật được cảm ứng, mà còn bà phổ ái cô, trên cổ có một nhọt to. Bà dạy bà ta phương pháp niệm Phật và thời khóa tụng niệm. Về sau lại xin nước Đại Bi chú uống. Bà ta ngày ngày đúng như pháp mà làm. Cái mục nhọt to của bà ta đã hết hẳn, cổ áo cũng đã cài lại được rồi. Ai nấy cũng đều khen là kỳ diệu. Bà Trảng lại nói tiếp: không những cái mục nhọt to của phổ ái cô tiêu trừ, được cảm ứng, cái việc càng khiến cho người khó tin hơn nữa chính là việc con dâu của phổ ái cô. Cô ta ở trên núi vùng phụ cận của Đài Đông đã có mang 10 tháng. Người phụ nữ này rất là siêng năng làm lụng, tự nghĩ sắp tới ngày sinh nở rồi, trong ngoài cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Cả phần trong chuồng heo cũng gánh hết mấy gánh. Không ngờ từ hôm đó thai nhi ở trong bụng không còn động đậy nữa. Hỏi thăm những người lớn ở trên núi, người ta nói là lúc quét dọn làm sạch chuồng heo động thổ, động đến thai khí, đến ngày thứ 3 vẫn không động đậy gì. Người phụ nữ mang thai này sáng sớm đã xuống núi đến tìm mẹ chồng cô ta. Phổ ái cô lại không có ở nhà, cô ta tự đi đến khoa phụ sản để khám. Bác sĩ phụ sản nói: thai nhi ở trong bụng của cô chết đã 3 ngày rồi, tự mình sanh không phải là việc dễ, ắt phải dùng đến khí cụ cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc là phải phẫu thuật mới đem thai nhi chết ra được. Ngoài ra không còn cách nào khác. Người phụ nữ mang thai đắn đo suy nghĩ, việc phẫu thuật lấy thai nhi ra không phải là việc nhỏ. Không có mẹ chồng hay chồng cho phép, cô không dám chủ động, liền trở về trên núi. Lại trải qua 4 ngày nữa, thai nhi trong bụng vẫn không có động đậy gì. Cô ta lại xuống núi lần nữa tìm mẹ chồng. Phổ ái cô nói rõ việc thai nhi bất động đã 7 ngày rồi. Phổ ái cô liền dẫn con dâu đến một bác sĩ phụ khoa khác khám. Vị bác sĩ này cũng chẩn đoán y như vị bác sĩ trước, nói thai đã chết trong bụng 7 ngày rồi, không cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc phẫu thuật thì không được. Phổ ái cô dẫn con dâu đi về, quỳ trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn, dạy con dâu xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà ta bắt đầu tụng kinh, sau đó niệm một ly nước chú Đại Bi, bảo con dâu uống và phải chí tâm cầu xin Phật Bồ Tát phò hộ, hy vọng tử thai trong bụng con dâu sanh ra một cách tự nhiên, không phải đau đớn, phiền phức vì mổ xẻ. Lúc đó mặt trời cũng đã lặn rồi, phổ ái cô liền giữ con dâu ở lại ngủ với bà, không phải về núi. Đang ngủ nửa đêm, con dâu bà kêu mẹ chồng lại nói: thai nhi trong bụng động đậy lại rồi. Mẹ chồng cô ta đáp lại cô ta rằng: chắc là Phật Bồ Tát phò hộ,
tử thai sắp sanh ra đấy. Đến sáng, thai nhi của người phụ nữ mang thai này đã động đậy bình thường như trước, sức khỏe cũng khỏe khoắn nhiều, không còn chút gì khó chịu nữa. Liền lại trở về trên núi, lại trải qua một tuần lễ, người phụ nữ mang thai này sinh ra một bé trai rất là thuận lợi, mẹ con đều bình an vô sự. Hồng Lâm Trảng đến liên xã nói ra việc này, thật là một sự linh cảm kỳ dị. Rất nhiều người nghe, chắc lưỡi khen là kỳ lạ mãi không thôi. Truyện thứ 17. Té xuống lầu bị thương, qua ngày sau không sao. Lần thứ hai đến Đài Đông, nơi khoảng đất trống lớn, chùa Hải Sơn, liên tiếp giảng 5 ngày. Khuyên người niệm Phật, sửa ác làm lành. Những thiện tín phát tâm cả một vùng miền Đông đều đến ước hẹn đi kết pháp duyên. Mỗi nơi đều ước định 3 ngày. 5 ngày ở Đài Đông viên mãn, liền đến Tân Cảng. Đoàn này do ba vị ở Đài Đông phát Bồ Đề Tâm lãnh đạo. Đó chính là Hậu Lâm Trảng, Trần Ngọc Phương và một vị lão Bồ Tát khác. Thêm vào hai vị Pháp Viên và Huệ Lâm ở Đài Trung, tổng cộng là 5 người. Ngủ lại trong một ngôi chùa kiểu Nhật, thời kỳ Nhật chiếm cứ. Địa thế phong cảnh đều rất tốt, phía sau hướng ra biển. Chiều tối, các thuyền đánh cá trở về, thắp đèn nhấp nháy, giống như một bức tranh vẽ, cảnh sắc mê người. Đến nay nhớ lại, vẫn như ở trước mắt. 3 ngày hoằng pháp đều ở trong ngôi chùa này, Phật Bồ Tát cũng ban cho một cảm ứng đặc biệt. Sự việc là vào buổi sáng ngày thứ hai, có người đến chùa nói có một bà tối qua đến nghe Phật pháp về nhà, leo lên trên lầu liền bị té xuống, khắp mình đau nhức khó chịu, kêu la cả đêm không thể cử động, chỗ nào bị thương vô phương chẩn đoán, xin nhờ các vị tiêu trừ tai ách cho bà. Pháp viên nghe nói như tiếng sét giữa trời nắng, không biết làm sao, đành phải cùng với vị sư đương gia ở chùa và Huệ Lâm, ba người đến nhà bà ta. Lên lầu liền nhìn thấy bà lão khoảng 70 tuổi này đang nằm rên rỉ trên giường, rất là tội nghiệp. Pháp viên liền quỳ xuống trước tượng Phật của họ thờ một cách đơn giản, dùng tâm chí thành khẩn thiết hướng lên Phật Bồ Tát cầu nguyện rằng: vị lão tín nữ này là người tối hôm qua đi nghe pháp về nhà té xuống lầu bị thương. Nếu như không phải đến nghe Phật pháp thì đối với chúng tôi không can hệ gì. Do vì chúng tôi thành tâm thành ý đến đây khuyên người niệm Phật sửa ác làm lành, khiến cho người thoát khổ được vui. Không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, khiến cho tâm chúng tôi không yên. Bạch Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhanh chóng biến hóa, cứu giúp cho bà già này tức thời sức khỏe được hồi phục mạnh khỏe, bình an vô sự. Nếu không thì bà lão này nếu như bị chết thì có tránh khỏi người ta chê cười Phật pháp không linh. Sau khi khấn thầm như thế, liên tụng một phẩm phổ môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và gia trì một ly nước chú đại bi, tự tay đưa cho bà ta uống, cũng dạy cho bà ta niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Đến trưa ngày hôm sau, sức khỏe của bà lão này đã an nhiên vô sự, tinh thần khoan khoái, có con dẫn đi, trong tay cầm một cây gậy chống, đi bộ đến chùa lại Phật và hướng về đại chúng nói lời cảm ơn. Đây không phải Phật Bồ Tát gia bị, làm sao hồi phục dễ dàng như thế. Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác mắc cười. Lúc đó trong lòng của pháp viên hoảng loạn như đang có tang, đau khổ không chịu nổi, là vì sợ hai chữ Phật giáo bị người hủy bán. Chuyện thứ 18. Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi. Giảng ở Tân Cảng 3 ngày xong, một đoàn 5 người lại đi đến Quang Sang giảng 3 ngày. Cuối cùng lại đi chùa Hoa Sơn ở Ngọc Lý. Chùa này là một chùa Tịnh Độ Tông vào thời Nhật chiếm cứ, dưới sự sắp đặt của vị Đại Hộ Pháp và chấp sự chùa này. Mỗi tối khai giảng ở Miếu Đế Quân, nơi trung tâm của phố xá rất là náo nhiệt, thính chúng rất dễ tụ tập. Giảng đến ngày thứ hai, Phật Bồ Tát lại hiển kỳ tích. Trưa hôm đó, bỗng nhiên có một vị cư sĩ nam ở tỉnh khác đợi tôi ở phòng khách, nói là muốn đàm luận Phật Pháp, trao đổi ý kiến. Vị cư sĩ đó trước tự giới thiệu tên họ,
và nói là quy y với một vị đại pháp sư nào đó ở Đài Bắc. Hiện nay thì chỉ chuyên nghiên cứu thiền tông. Nghe ông ta nói như nước chảy suốt 20 phút, thì biết ý định đến đây của ông ta không phải đơn giản có thể đối phó được. Lúc đó, trong tâm tôi khấn thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Gia Bị khai mở trí tuệ cho tôi để có thể ứng phó theo ý muốn, đối đáp trôi chảy, nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi. Vì đại đức đó thấy tôi dùng tiếng quốc ngữ lựng cận, hỏi đâu đáp đó, gương mặt của ông ta hơi khẩn trương hỏi một câu: tối qua nghe bà giảng Tịnh Độ Tông, sau khi chết thần thức vãng sanh về Tây Phương, thần thức nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem. Tôi liền trả lời ông ta: câu ông vừa mới nói, nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem coi. Lúc đó trong nhà khách một bầu không khí yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói. Tôi lại trả lời ông ta một câu: nói cho rõ một chút, ông ban đêm nằm mộng, cái đó là thần thức. Ông ta khựng lại một chút rồi quay đầu mà đi. Tôi sợ ông ta xấu hổ thành giận lại tìm đến quấy rầy, bèn nói với vị trụ trì rằng: vị đại đức kia nếu lại đến tìm tôi thì sư nói bây giờ đang chuẩn bị giảng, xin lỗi là được rồi. Vị sư trụ trì nói với tôi rằng: cái người đó rất là quái gở, có vị đại đức hay cư sĩ nào đến giảng Phật Pháp hoặc giảng những sách thiện, ông ta đều đến vấn nạn mấy câu, khiến người ta không thoát ra được, có người không cách gì ứng phó liền bỏ đi. Thật là ngoài dự liệu, ngày hôm sau ông ta đã cùng mười mấy người bạn nam ngồi hàng phía trước nghe giảng một cách rất thành tâm thành ý. Sáng ngày hôm sau còn đến nói thỉnh cư sĩ giảng thêm vài ngày nữa. Ngày hôm kia tôi rất là bội phục trí huệ của bà, cho nên đi tuyên truyền khuyên được mấy người bạn đến để nghe giảng, tối nay sẽ càng tăng thêm số thính chúng. Đến nay nhớ lại tình hình lúc đó vẫn còn run, nếu không phải Phật Bồ Tát Thầm Gia Bị cho thì một pháp viên ngu ngốc từ nào làm sao có được tài năng đối đáp cùng vị đại đức tông môn đó. Truyện thứ 19: chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa. Cư sĩ Trần Ngọc Phương ở đường Bảo Tàng, phố Đại Đồng, thị trấn Đại Đông. Cô ta trước kia chưa nghe Phật Pháp, là một chuyên gia trang phục, là người thông minh, vốn đầy đủ trí huệ. Sau khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, liền giác ngộ đời người vô thường, vạn pháp đều không, liền bỏ nghề máy đồ cứu cho người, đến chợ mua hai sâu trân châu, về nhà xỏ lại làm thành một sâu chuỗi, sớm tối bắt đầu khóa tụng, ngày ngày niệm Phật không ngừng. Đây là về mặt tư lợi, đồng thời phát tâm Bồ Đề, mong muốn đem lợi ích đến cho người khác. Lúc bấy giờ thiền tín ở Đài Đông đều là hàng sơ cơ học Phật, rất ít người niệm Phật. Cư sĩ Ngọc Phương từ cục bưu chính chuyển 500 đồng tiền Đài Loan mới đến thư cục Thụy Thành mua 50 sâu chuỗi. Về sau lấy chuỗi đến nhà những bạn thân dạy họ niệm Phật và cho họ những sâu chuỗi đó. Có một hôm cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến xưởng nước tương Nhật Đông khuyên người niệm Phật. Người chủ của xưởng tên Hà Tằng Thanh, Hà phu nhân tên là Quai. Lúc đó nhà của ông ta ở đường Nhân Ái, tên cũ là đường Thảo Lịch. Đài Đông 14 năm trước không giống như bây giờ, nhà lầu xi măng cốt thép mọc đầy. Lúc bấy giờ phần lớn nhà vẫn còn là bằng gián, cho nên xưởng nước tương Nhật Đông cũng thế, cũng làm bằng cây gián và lợp lá. Có một hôm cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi là đến nhà họ Hà dạy A Quai niệm A Di Đà Phật. Đang lúc nói chỗ hay của niệm A Di Đà Phật, bỗng nhiên nghe tiếng người ầm ĩ huyên náo ngoài đường, tiếng còi hơi báo động vang lên rất khẩn trương. Có người la lớn: sự nước tương Dịch Đông bị cháy. Ngọc Phương và A Quai quay đầu nhìn ra ngoài, xe cứu hỏa màu đỏ của cục cảnh sát đã đậu ngoài cổng. Lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra lửa phát lên nhà kế bên, bên phía bên phải, đã lan đến công sự phía sau của mình, đầy nhà khói bay mù mịt. Hôm đó đang là ngày công sự được nghỉ, người nhà và công dân đều đã đi chơi bên ngoài, chỉ có mỗi mình Hà phu nhân A Quai ở nhà.
Lúc bấy giờ, kỹ sĩ Ngọc Phương và A Quai vừa thấy thế của lửa đã tràn vào nhà. Đang lúc nguy hiểm tột cùng đó, liền quỳ xuống đất, chắp tay lại, chí tâm niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được chưa tới 5 phút, thật là năng cột tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian, tức chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền tức thời nổi lên một trận gió nam, thổi thế lửa đi thẳng hướng về phía sau. 5 ngôi nhà lá nhỏ phía sau lập tức bị đốt thành tro. May mắn là công sự nước tương và cửa hàng của A Quai đều không việc gì. Chỉ có lúc nhà kế bên mới phát quả thiêu cháy 17 tấm gián vách chung với nhà kế bên thôi. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi: Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao chỉ cứu người niệm danh hiệu của Ngài, mà 5 ngôi nhà lá không biết niệm Phật kia thì phó mặc cho lửa không ra tay cứu? Nên biết rằng lúc đó con đường dân ái của các nhà lân cận là một con đường nhỏ rất dài. Nếu như nhà của A Quai bị lửa cháy, thế của lửa hướng về phía bắc thì sẽ lan ra hết con đường này, và khi đã phát lửa rồi thì không thể thu dọn gì kịp. Như thế tổn thất không sao tính cho xuể, đồng thời 5 ngôi nhà lá nhỏ kia cũng không chắc được may mắn thoát khỏi. Thật là Phật Bồ Tát phò hộ, việc lớn quá thành việc nhỏ quá thành không. Cũng là may mắn gặp được thiền tri thức sư tỷ Ngọc Phương từ bi phước đức che chở. Chuyện thứ 20. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn, và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: Chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần, nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng huân tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân bỗng nhiên không đi được nữa? Liền cố gắng tự phấn chấn tinh thần lên, khom lưng xuống, tay mò xuống đất. Bà Trần dùng tay mò dưới đất mới hay lại qua một lần đại nạn nữa. Hóa ra chỉ cần tiếp tục đi về phía trước một bước nữa
thì là rớt xuống một khe suối lớn rồi. Lắng tai nghe kỹ, tiếng nước chảy trong khe rất là mạnh. Bà Trần lúc đó càng cảm tạ A Di Đà Phật đã từ bi cứu giúp. Nếu như không phải hai chân bất động, đi tiếp một bước nữa thì rơi vào trong khe, bị nước cuốn trôi rồi, cả người nhà cũng không ai hay biết, sẽ mãi mãi ngậm hờn nơi chính suối. Lúc bấy giờ, ở khe suối đó dùng miếng ván nhỏ làm cầu, bà Trần liền dùng cả hai tay, hai chân như móc cầu mà bò qua. Xong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thẳng lưng lên tiếp tục chạy về phía trước. Liên tục ba lần, hễ đến bên bờ khe thì chân tự động dừng bước, thật là không thể nghĩ bàn. Sai một bước không phải là chết đuối mà là té chết, bể đầu gãy xương, do vì ban đêm nhìn không thấy rõ. Nên bà Trần về đến nhà là đã 12 giờ khuya. Ngày hôm sau, bà Trần trở lại gánh cánh củi quăng mất hồi tối. Bà đã hỏi người ở trạm xe, bóng đèn hồi tối qua nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Người ta liền nói với bà ta, hồi trước có một người bị tai nạn chết ngay chỗ đó. Có lẽ âm hồn không tan nên tường hiện ra nơi đó. Câu chuyện trên đây là do Pháp Viên và cô Hoàng Chiêu Anh đến dự khánh thành Liên xã Đài Đông và tham gia giảng diễn 5 ngày. Nghe được từ chính miệng bà Trần kể lại vào mồng 1 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 48. Truyện thứ 21. Té xuống kênh rạch, niệm Phật được cứu. Chuyện trên đây là câu chuyện thật của bà vợ cư sĩ Trần Phi Lâm, niệm Phật được cảm ứng. Bây giờ lại nói một chuyện nữa, chuyện cảm ứng của cháu gái Trần Phi Lâm. Cô cháu họ này mới đầu cũng không tin Phật và cực lực phản đối lòng thành tin Phật của ông chú. Nhưng Trần cư sĩ rất từ bi, hễ gặp mặt là khuyên cô ta niệm Phật, giảng cho cô ta nghe về đời người ở thế gian khổ nhiều vui ít, tai nạn nhiều nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều, muốn lìa khổ được vui cần phải niệm A Di Đà Phật. Lúc nguy cấp sợ hãi càng phải cố sức niệm A Di Đà Phật. Nhưng cô cháu của ông cũng chỉ như đàn khẩy tay trâu, không chịu nghe theo. Mười mấy năm về trước, cháu gái của Trần Phi Lâm muốn dời nhà đến Hoa Liên kinh doanh buôn bán. Cư sĩ Phi Lâm liền thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh Lồng Kiến tự mình đem đến bến xe Đại Đông cho cô ta. Lúc chia tay, ông còn ân cần dặn đi dặn lại cô cháu phải chí tâm thành ý niệm A Di Đà Phật. Cô cháu họ Trần sau khi về đến ở Hoa Liên kinh doanh buôn bán rất tốt. Có một hôm do việc làm ăn, cô đi vào làng, đến nửa đêm mới cởi xe đạp về nhà. Đi qua một con kênh bên đường, lúc không để ý cả người lẫn xe đồng rơi xuống con kênh. Con kênh này chỉ sâu hơn người một chút mà thôi, tự mình rất dễ leo lên. Lúc đó cô cháu họ Trần phủi bụi đất trên mình rồi xem là tí chi, không có bị thương chút nào hết, liền lo kéo chiếc xe đạp lên. Lúc muốn kéo lên đó lại rất kỳ quái, phía sau dường như có người kéo xe trở xuống, cứ thế hãy muốn kéo lên là bị kéo trở xuống mấy lần. Lúc đó cô cháu họ Trần sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi hồn bất phụ thể. Giờ lúc tiến thối lưỡng nan không có cách nào, liền nhớ đến việc ông chú ở Đài Đông thường dạy cô niệm A Di Đà Phật, khi gặp lúc tai nạn nguy cấp càng phải to tiếng niệm Phật. Cô cháu họ Trần liền chắp hai tay lại, cố sức to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm thành ý niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, thân tâm cảm thấy an nhiên, tâm sợ hãi đã không còn nữa. Bỗng nhiên trên đường có một chiếc xe ba bánh chạy đến, người đánh xe đến trước mặt cô cháu họ Trần, liền thắng xe lại, không nói một tiếng nào, liền kéo chiếc xe đạp lên, lại mời cô cháu họ Trần lên xe ba bánh, đưa xe đạp đặt lên trên xe ba bánh. Người đánh xe liền chở cả cô cháu họ Trần lẫn xe đạp về đến cổng nhà của cô. Cô cháu họ Trần trong lòng rất cảm tạ người đánh xe trẻ tuổi mạnh khỏe này. Sau khi xuống xe, muốn lấy tiền nhiều một chút cho anh ta, nhưng lúc quay đầu lại thì không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc đó đã là nửa đêm, cô không biết tìm ở đâu. Qua ngày hôm sau sáng sớm, cô vẫn cứ nhớ cái ân của người đánh xe ba bánh, muốn đưa tiền cho anh ta, liền đến bãi xe ba bánh tìm trong mấy người phụ xe, hỏi tới hỏi lui cả ngày. Mọi người đều nói tối hôm qua
không có ai chở cả người lẫn xe ở đó. Sau đó cô liền nghĩ lại sự cảm ứng lúc đang nguy cấp, cố sức niệm A Di Đà Phật mới có sự hóa hiện xe ba bánh đến cứu mình. Cô ta lại nhớ đến tượng Phật của ông chú đưa cho ở bến xe Đại Đông, liền về nhà lục tìm xem, chỉ thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật A Di Đà rất giống với phước tướng của anh phu xe ba bánh. Lập tức treo lên, rất là cung kính, mua về hương hoa quả phẩm, đèn cầy để cúng dường lễ bái. Là nhớ đến tinh thần từ bi của ông chú, đích thật là ân sâu như biển, liền từ Hoa Liên đi về Đài Đông, đến chú Trần Phi Lâm nói ra việc cảm ứng này. Câu chuyện trên đây là do chính miệng Trần cư sĩ nói với tôi. Chuyện thứ 22. Bụng đau khó chịu, bà ngoại dựa vào. Có bạn từ xa đến, không phải cũng là điều vui vẻ sao? Câu nói này đích thật rất đúng. Mồng năm tháng này, cư sĩ Trần Phi Lâm đột nhiên đến liên xã ở Đài Trung. Phước tướng trang nghiêm hơn trước, khiến tôi mới gặp nhận không ra. Tôi còn hỏi anh ta tên họ là gì. Anh ta nói Trần Phi Lâm. Tôi liền vui mừng ra mặt nói với anh ta: tháng trước tôi viết chuyện cảm ứng độc đáo của quý phu nhân, vợ anh và cháu gái của anh trên tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, nhưng quên mất tên của hai người, thật là có lỗi quá. Cư sĩ Phi Lâm liền nói: đứa cháu tôi tên là Trần Khánh Huy, nhà tôi, tức vợ tôi, họ Đường tên là Cảnh Hòa. Tôi lần này đã được nghỉ hưu ở hãng Đường, hãng thưởng cho tôi một chuyến du lịch miền Tây, hôm nay nhân tiện đến thăm bà. Bấm tay tính ra đã 8 năm, có lẽ là do đồng đạo đồng chí, chỉ chuyên nói chuyện về đạo. Anh ta từ khi may mắn gặp được Phật Pháp không thể nghĩ bàn, lại được nhiều việc cảm ứng không thể nghĩ bàn, anh ta lại nói ra mấy việc cảm ứng nữa. Nay kể lại một trong mấy chuyện ấy để độc giả thưởng thức. Cư sĩ Trần Phi Lâm nguyên quán là người Khê Hồ ở Chương Hóa. Vào thời Nhật chiếm cứ, sớm đã vượt Trùng Dương đi đến địa phương sông Tùng Hoa, nước Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc, làm việc ở Cục Bưu Chính. Vào năm 28 tuổi, kết hôn với người con gái ở vùng đó tên là Đường Cảnh Hòa. Năm sau, sinh ra đứa con gái đặt tên là Nguyệt Hương. Bà ngoại và cả nhà rất là thương yêu. Nguyệt Hương có thể nói là một đứa con may mắn. Vừa mới sanh, đúng vào lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được thu hồi trở lại, trả về cho bờ cõi của Tổ quốc. Cư sĩ Phi Lâm liền dắt vợ con trở về cố hương làm việc ở hãng Đường. Vào hồi 5 năm trước đây, có một hôm bà Trần bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Trần cư sĩ nói: từ hồi kết hôn đến nay chưa từng thấy qua cô ta đau đớn như thế. Liền mời về mấy vị đông y, tây y chích thuốc, bổ thuốc, dùng các cách trị liệu đều không thấy hiệu quả. Lúc cả nhà đang bó tay, bà Trần bỗng nhiên từ trên giường bệnh bò dậy, dường như chẳng có bệnh gì hết. Ngồi trên ghế giữa nói chuyện, bà ta dùng quốc ngữ khẩu âm miền Đông Bắc nói: mau mau đi kêu cháu Nguyệt Hương lại đây, ta muốn thăm nó. Do vì cách nhau đã 18 năm rồi, tao rất nhớ nó, mau mau đi kêu nó đi. Lúc đó Nguyệt Hương cũng đã lấy chồng, cũng may là ở gần. Vừa kêu liền đến, đi đến trước mặt mẹ liền kêu: má à, má kêu con lại có việc gì vậy? Mẹ của Nguyệt Hương liền nói: tao không phải là má mày, tao là bà ngoại mày. 18 năm không gặp mày rồi, nên rất muốn xem mày ra sao. Nguyệt Hương liền hỏi: bà ngoại, bà ăn cơm rồi chưa? Tao ăn rồi. Nguyệt Hương hỏi tiếp: bà ngoại, con cúng cho bà ngoại một bài vị được không? Bà Trần lại đáp: không cần, không cần. Cư sĩ Trần Phi Lâm thấy tình trạng đó, biết là mẹ vợ dựa, liền dùng Phật Pháp khai thị cho bà rằng: má à, má đã đọa lạc vào quỷ đạo, chắc chắn phải là khổ sở lắm. Má nhất định phải niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thể lìa khổ được vui. Con chỉ cho má niệm, má phải niệm theo con. Bèn chắp tay lại niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Trần cư sĩ nói anh ta lúc đó chắp tay dùng tâm chí thành niệm,
niệm chưa được 20 câu vạn đức hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật, bà Trần bèn tỉnh táo trở lại, sức khỏe cũng được an nhiên, vẫn dùng tiếng Đài Loan như trước giờ, nói chuyện hỏi mọi người, mấy người đông như thế này xuống lại đây làm cái gì vậy? Trần cư sĩ liền hỏi bà ta, vừa rồi má của em đến nói cái gì em có biết không? Bà Trần nói, không biết một chút gì hết. Trần cư sĩ hỏi tiếp, em vừa rồi bụng đau dữ dội như thế, bây giờ thế nào rồi? Bà Trần nói, em đâu có đau bụng đâu. Nghe nói từ ngày hôm đó đến giờ, bà Trần và cả nhà đều bình an vô sự, hưởng được sự an lạc tự nhiên của một gia đình Phật tử thuần thành. Chuyện thứ 23. Niệm Phật, nước rút, người và vật đều bình an. Có một tín đồ của cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong tên là Đoạn Tỷ. Bà ta ở làng quê Dạng Đẩu Lục Tử. Có một hôm, bà ta đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh. Bà ta nói với tôi, bà thật là công đức vô lượng. Tôi có một người bà con có đứa con dâu, vì chồng nhập ngũ đi lính, ở nhà không giữ đạo đàn bà, về sau bị bắt giam trong ngục 6 tháng, hết hạn tù. Sau khi ra ngục, mang về tượng Phật Tây Phương Tam Thánh, thời khóa sớm tối niệm Phật, lạy Phật, đối đãi với bố mẹ chồng, chồng, con cái so với hồi trước như là hai người, trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Hơn nữa, còn biết khuyên người trong nhà niệm Phật và nói một chút chuyện ngắn cho mọi người nghe. Người ta hỏi cô ta, cô hồi trước không tin Phật, hiện nay tại sao có thể tin Phật và tin sâu thành khẩn như thế? Cô ta nói là ở trong ngục có một vị sư tỷ ở Liên Xã, mỗi chủ nhật đều đến giảng Phật Pháp, dạy người niệm A-di-đà Phật, sửa ác làm lành, nghe rất có đạo lý, đồng thời tặng cho kinh Phật, tượng Phật, chuỗi, vân vân, khiến cho người sau khi về nhà an phận giữ mình, sống hạnh phúc. Bà Đoạn Tỷ lại nói, tôi nghĩ vị sư tỷ ở Liên Xã đến nhà giam nữ giảng Phật Pháp đó nhất định là bà. Cả nhà người bà con đó của tôi đều rất cảm tạ bà, kêu tôi đại diện cho họ đến nói lời cảm ơn bà. Tôi nói, đây là căn lành của cô ta, nhân duyên Phật Pháp đã đến, đối với tôi đâu có can hệ gì. Những lời trên đây là bà Đoàn Tỷ nói với tôi trong mùa hạ tháng 6 năm Dân Quốc thứ 48, đến sau khi nạn lụt Bát Thất là mùng 7 tháng 8, bà Đoàn Tỷ lại đến cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong nghe kinh, lại một lần nữa nói với tôi, sư tỷ, những việc tôi đã nói hồi trước, việc người bà con của tôi có con dâu, sư tỷ dạy cho cô ta niệm Phật, trong lần nạn lụt Bát Thất này được sự cảm ứng rất lớn. Nguyên là nhà cô ta ở ba gian nhà tranh ở dưới cầu phía cửa nam, nuôi mấy trăm con vịt mái làm phương kế sinh sống. Con dâu của bà ta từ sau khi ra ngục, do vì thường sống bên con kênh này nên cuộc sống không thể phát triển, liền tính kế mua 18 con heo nhỏ về nuôi, đợi đến lớn bán đi thì có thể mua đất cất nhà ở nơi khác làm ăn. Cô ta lợi dụng khoảng đất trống trồng một ít khoai lang làm thức ăn để nuôi heo. Suốt ngày bận rộn, đến cái hôm lục bát thất đó, cô ta nhìn thấy nước trong con kênh dâng lên, liền lấy một cây thang bò lên nóc nhà. Sau đó, cùng với chồng đi lùa 18 con heo lại, rồi cũng từng con lùa lên thang, lên trên nóc nhà. Cuối cùng, tự mình cũng lên trên nóc nhà. Nhìn thấy thế nước trong con kênh lên quá mạnh, cô ta vẫn bình tĩnh kêu cả nhà chắp tay đồng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được mười mấy phút liền đổi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một lúc lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm đến sau khi nước trong con kênh rút, người và vật đều bình an vô sự từ trên nóc nhà xuống. Bà Đoàn Tỷ lại nói tiếp, sư tỷ nghĩ xem
đây có phải là Phật Bồ Tát Gia Bị không? Tôi thật nghĩ không ra việc cảm ứng của Phật Bồ Tát này thật là ít có. Do gì một vùng trên hai bờ của cây cầu ở cửa Nam này bị nước lụt cuốn mất hơn 100 căn nhà, mặc dù là nhà tường đất, nhưng cũng có rất nhiều ngôi nhà lớn xây cất kiên cố, cũng đều bị nước cuốn đi, chết rất nhiều người. Tại sao căn nhà tranh cũ nát bên bờ khe dưới cầu lại không bị nước cuốn đi? Trên nóc nhà chẳng những chịu đựng mấy người cả nhà, lại còn có cả 18 con heo to nữa. Rốt cuộc người và vật đều an nhiên vô sự. Điều khiến tôi càng nghĩ càng lấy làm kỳ quái là heo mà cũng biết leo thang, thật là mầu nhiệm vô cùng không thể nghĩ lường. Khi tới ngày Chủ nhật, tôi lại đến nhà giam nữ giảng pháp. Tôi liền đem chuyện chí thành niệm Phật Bồ Tát được cảm ứng, giải cứu được cái nguy khổ vì nước lụt, được tiêu tai khỏi nạn này giảng cho các nữ tù nghe. Trong đó có một người đứng dậy nói: "Cô ấy chính là cô số 16 ở đây với chúng tôi. Cô ta cũng từng nói có bố mẹ chồng nuôi dịch dưới cầu cửa Nam. Sau khi cô ta ra ngục, bèn muốn sửa lỗi làm mới lại, cố gắng làm người tốt, tạm thời nuôi mấy con heo, sau này sẽ đổi nghề." Mời các vị thử nghĩ coi, Phật Bồ Tát thật là từ bi, bình đẳng. Bất cứ người nào chỉ cần chịu chí thành xưng niệm liền được lợi ích rất lớn. Chuyện thứ 24: Xe lật được bình an vô sự. Lại nói tiếp, có một vị lão sư tỷ cũng ở Vạn Đẩu Lục, tên là Hồng Liên Di. Bà ta có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, năm nay 18 tuổi. Cô ta từ nhỏ chịu sự hung đúc của bà ngoại, trong thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường quốc dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, tự cô ta đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ có thể thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Cô ta đã phát nguyện trọn đời niệm A-di-đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường trung học Thảo Đồn gần nhà, cho nên cô ta mong muốn thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Thật là Phật Bồ Tát không phụ người có tâm, cô Hoàng Mẫn này cuối cùng đã đạt được hy vọng của cô ta. Sau 3 năm cô tốt nghiệp, năm 16 tuổi cô đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung làm y tá. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Do vì cô ta mang theo tượng Phật nhỏ có lồng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn, ngồi một chiếc xe taxi trở về. Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lộn lật nhào, lật vào trong đám lau bên đường, bốn bánh xe chỏng lên trời. Lúc đó, có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: "A-di-đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi." Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. Ba người chẳng những bình an vô sự, mà ngay cả da cũng không có chút trầy xước nào. Nhưng kiến của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói cô nghĩ không ra ba người này sao mà may mắn như thế, không có bị thương một chút nào hết. Họ đổi xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau, được nghỉ, cô Hoàng liền về nhà nói với bà ngoại rằng: "Bà ngoại, Đức Phật A-di-đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con." Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lau hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: "Con mỗi lần lên xe, trong tâm đều nhất tâm niệm A-di-đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra, cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung, xuống xe, con liền mua trái cây về cúng đường lễ bái Phật A-di-đà, cảm tạ ân đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính."
Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vụ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó. Chuyện thứ 25. Xe ba bánh rớt xuống khe, một phen thất kinh hồn vía. Một niềm chân thành nhờ Phật gia bị. Anh phu xa Trần Phong Nam, nhà ở đường Trung Sơn ở Vũ Phong. Đêm khuya ngày rằm tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49, chở vợ con đầy xe trên đường từ Đài Trung về Vũ Phong xảy ra tai nạn xe. Muốn rõ như thế nào, xin mời xem chuyện dưới đây. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 6 là ngày lễ đản sinh của Đức Thành Hoàng ở Đài Trung. Ngày này, ngoài những đệ tử nhà Phật chánh tín ra, phần lớn người ta đều đại khai sát giới, mời mọc bạn bè thân hữu đến ăn tiệc, nhất là những bà con bạn bè ở ngoài ô hoặc ngoài thành phố đều không hẹn mà đến. Lại còn mỗi người đều mang cái tâm lý và tục lệ không say không về. Đương nhiên anh Trần Phong Nam cũng như vậy, không ngoại lệ. Lúc mặt trời sắp lặn, liền lấy xe ba bánh của mình chở người vợ yêu của mình tên là Ái, lúc đó đang mang thai được 8 tháng và hai đứa con trai, lòng tràn đầy vui sướng khi đến Đại Trung dự tiệc. Lúc sắp nửa đêm mới cáo biệt chủ nhân ra về. Trong đêm trăng thanh gió mát, đạp xe từ từ về nhà. Lúc gần đến Thảo Hồ, cô Ái là vợ anh ta liền nghĩ. Nghe nói vùng phụ cận Thảo Hồ ban đêm thường xảy ra tai nạn xe và những việc không tốt, mình nên nhanh chóng niệm Phật cầu Phật Bồ Tát gia hộ mới đúng. Cô ta liền ở trong tâm một mạch niệm thầm mãi Nam Mô A Di Đà Phật. Xe đến trên cầu, bỗng nhiên không biết tại sao cả người lẫn xe rơi xuống đáy khe sâu đến mấy trượng. Trong lúc ngàn cân treo trên sợi tóc này, cô ấy lớn tiếng hét to lên: "A Di Đà Phật, độ chúng con giảng sanh Tây Phương." Thật là không thể nghĩ bàn, chiếc xe ba bánh không nghiêng không ngã, rơi xuống đáy khe một cách ngay ngắn. Chồng vợ con cái bốn người cũng vẫn ngồi trên xe y nguyên như trước. Chẳng những không có bị trọng thương, mà ngay cả da cũng không có trầy xước gì cả. Chỉ là bị một phen thất kinh hồn vía mà thôi. Sau đó còn phải nhờ mấy người bạn đi đường kéo giúp chiếc xe lên. Về đến nhà đã hơn 2 giờ rồi. Qua ngày sau, anh Trần lo đứa con trong bụng của cô ấy vợ anh không biết có sao không, nên kêu cô ta đi đến khoa phụ sản khám. Nhưng cô ấy nói: "Em thấy không có chút gì khác lạ hết, không cần khám đâu." Những người hàng xóm sau khi hay tin lăng xăng lại hỏi thăm anh Trần tình hình tai nạn xe xảy ra lúc đó. Anh ta nói: "Tôi đến trên cầu thì rất cẩn thận điều khiển xe, nhưng phía sau làm như có người bẻ quẹo xe tôi đẩy xuống đáy khe. Lúc đó tôi cũng cố gắng dùng sức muốn quẹo xe trở lại nhưng lại không có cách. May nhờ vợ tôi cố gắng niệm Phật, nếu không thì làm gì có được dễ dàng như thế, có thể bình an vô sự được." Lúc cô ấy bồng đứa con trai mập mạp trắng trẻo của cô ta đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vụ Phong lễ Phật, thì cô Trần Giang Đào dẫn cả nhà của anh lại giới thiệu với tôi. Nói ra sự thật cảm ứng, cảm động lòng người này. Lợi ích của niệm Phật chẳng những hiện đời có thể được tiêu tai khỏi nạn, chỉ cần tính tâm kiên cố, niệm Phật không có trễ nải, về sau sẽ được vượt ra tam giới, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lợi ích càng lớn, không có gì so sánh đặng. Tôi lúc đó chúc phúc cho cả nhà anh Trần đạo nghiệp tinh tấn, hạnh phúc mãi mãi và niềm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn nữa. Chuyện thứ 26. Nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu. Thiên sứ sở cầu thiên sứ ứng, nghĩa là ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi. Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân Quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch, thôn Tứ Đức ở Vũ Phong.
năm 38 tuổi, vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp nơi đau nhừ hết, đau đến nói không nổi. Nhất là điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác nhũ cao, tức sưng vú này, mà đến nỗi phải chết. Nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa. Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay đông tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau, bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước, thước tàu. Ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được. Áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi. Một hôm, lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ Trần Giang Đào. Nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói: "Chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khỏe càng không tốt. Phật Bồ Tát là từ bi bậc nhất. Chị bằng theo tôi đến cơ sở Hoằng Pháp Lại Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho. Chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe." A Quyên đang cần người đến giúp đỡ. Vừa nghĩ đến Đông Tây Y đều bó tay hết, nên cũng liền miệng, bằng lòng đi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong. Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói: "Cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời lại cầu nước Đại Bi Chú cho cô ta uống, và tặng cho cô ta tượng Tây Phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái niệm Phật sớm tối." A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước suốt ngày âu sầu khổ não. Hiện giờ lúc nào cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tự suy nghĩ, nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ thế trải qua mười mấy ngày, có một đêm nọ, trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta. Vừa tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra. Chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn. Cảm ứng của Phật Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn. Việc này còn chưa được tính là hiếm lạ, những chuyện hiếm lạ còn ở phía sau. Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng 2 tháng cũng là lúc nặng lục bát nhất, ngày 1 tháng 8 đến. Ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước, thước tàu. A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị. Bỗng nhiên có người nói với cô ta: "Ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập 3-4 thước, tất cả dưa đã chín sắp thâu hoạch, nhất định bị nước lớn cuốn mất hết." A Quyên nghe nói thế, bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa. Nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi. A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi. Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết. A Quyên lo cho ruộng dưa của mình nên mặt mày âu sầu, vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất mà còn không biết từ đâu trôi đến chồng chất rất nhiều dưa, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa, vây quanh ruộng dưa lại. Qua 2 ngày sau, hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết. Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà.
A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Lúc đó còn có 7-8 vị liên hữu ở đài trung nữa. Cô ta khuyên mọi người nên niệm Phật nhiều, thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát.